Phạm Quỳnh Anh và chồng cũng mừng sinh nhật con gái. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy hội ngộ mừng sinh nhật 9 tuổi của con gái đầu lòng Tuệ Lâm. Hôm 31 tháng 10, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho hai con gái chung. Trong ngày sinh nhật con gái Tuệ Lâm, họ hội ngộ chúc mừng con. Tuệ Lâm thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Phạm Quỳnh Anh bày tỏ, năm nào cứ đến sinh nhật của chị hai là mẹ cảm thấy nuối tiếc vì thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào còn trong bụng mẹ mà giờ con bước vào tuổi lên 10. Đây là giai đoạn quan trọng vì con gái đủ lớn để nhận thức nhiều điều. Mẹ luôn dặn mình phải biết học cách làm sao để trở thành người bạn thân của con. Hiện Phạm Quỳnh Anh đảm nhận việc nuôi dạy hai con gái và thường liên lạc chồng cũ. Tôi và anh Huy nói chuyện, gặp nhau mỗi ngày để cập nhật tình hình các con. Điều này hoàn toàn bình thường vì chúng tôi từng là một gia đình. Không có gì phải né tránh hay làm tổn thương nhau, cô cho biết.